quay lại với câu hỏi tiếp theo. Con xin thỉnh sư phụ An Hồng, xin sư phụ từ bi giảng nói chia sẻ cho một Phật tử gửi lên câu hỏi cho ban tổ chức chúng con. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ An Hồng. Ở địa phương của chúng con thì có một ban hộ niệm, họ đi nhận ca hộ niệm, không làm việc với gia đình về 15 điều kiện, ca chết, ca yếu, ca mê cũng nhận. Rồi là khai thị cho người bệnh thì chỉ có một bài thôi. Và họ nói là họ có nghiên cứu theo phương pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông, đặc biệt là có nghe pháp của thầy Diệu Âm Tịnh Hải và đi hộ niệm cùng với đạo tràng Tùy Duyên. Vậy thì kính xin sư phụ An Hồng, xin sư phụ Từ Bi giảng nói để chúng con biết được liệu đây có đúng như vậy hay không, hay chỉ là họ nói như vậy mà thôi, nhưng trong cái lời nói và việc làm nó không hề tương ưng. Xin sư phụ Từ Bi giảng nói trong khoảng 10 phút ạ. A Di Đà Phật ạ. Rồi, A Di Đà Phật. Đại chúng hoan hỷ, câu hỏi này thì con tin chắc chắn là quý vị nghe biết hết rồi thì đúng không ạ? Biết cả rồi đấy. Mà thôi thì hỏi con thì con cứ bảo muội con nói là không được rồi. Đây là ngay bản thân chúng ta ngồi đây từ sáng đến tận bây giờ thì nghe pháp như đánh vật đây này. Con bạch sư phụ sát mic vào để cho chúng con nghe rõ hơn à. Nghe pháp như đánh vật nhưng mà con không hiểu được ra đây này. Nghe tay này sang tay kia, phải thừa nhận là nghe phúc trí nó sướng cái lỗ tai lắm cơ. Mà nghe xong nó lại quên tiêu mất. 15 điều bây giờ con nói thật, đố quý vị thuộc được 15 điều đấy. Quý vị không nhận không ạ? Không thuộc được đâu, con bây giờ cũng chưa thuộc nữa này. Nói thật là như vậy. Cho nên đại chúng hoan hỷ, nếu mà có một bài thì sướng quá, đỡ phải học nhiều, đúng không? Đại chúng hoan hỷ, mỗi người có một cái tập khí riêng. Và là như thầy Đạo Khuê vừa nói đấy, 100 người đến chùa thì 99 ý khác nhau, có ai giống ai đâu. Cho nên quý vị hoan hỷ, đối với gia đình, sự thành công hay là thất bại của một ca hộ niệm thì thứ nhất là gia đình 98% là gia đình. Nếu gia đình họ không ủng hộ, họ không có thiết tha thì quý vị hoan hỷ, chúng ta hộ niệm là sao hộ niệm được? Chúng ta bảo không đụng chạm thân thể, họ cứ đụng chạm đấy. Chính bản thân con 28 Tết vừa rồi được cũng vì một cái phi vụ này đấy. Đấy, không thành công. Vừa lầm xuống một cái, họ mình mới đến rồi, thầy ngày mai mấy giờ niệm thầy? Đấy, rồi thầy chết có trùng tang không thầy? Thầy ngày kia là 30 Tết bắt buộc phải đưa nhá, thầy muốn niệm Phật sao thầy niệm? Đấy, quý vị hoan hỷ, đấy là một cái sự thành công của một ca hộ niệm. Nếu không có sự hợp tác của gia đình thì những người trong ban hộ niệm của chúng ta là bó tay. Có thể thật, bản thân người hộ niệm cũng vậy, bản thân người bệnh nó cũng vậy. Nếu không có sự ủng hộ gia đình thì ban hộ niệm bó tay. Cho nên cái điều mà chia sẻ 15 điều hộ niệm, 15 điều kiện đấy là bắt buộc, mà thậm chí phải nói tường tận. Mà không những là tường tận mà phải mời là dâu trai gái rể. Cho nên đạo tràng Thủy Duyên làm rất chuẩn đó. Khi đến mời ban hộ niệm là gia đình con cái thể hiện cái sự thành tâm lên tận để mời. Mời xong rồi cái buổi đầu tiên về nhận ca đấy, tất cả gia đình phải tụ hội họp lại đông đủ để nghe xem đừng nào mình hộ niệm cho bệnh nhân hay là hộ niệm cho tất cả gia đình con cái, cái lợi ích của được hộ niệm nó có tác dụng như thế nào. Bệnh nhân nói gì là bệnh nhân thì hưởng một phần thôi, nhưng con cháu hưởng 9 phần. Bởi vì quý vị hoan hỷ, người mất đi thì mất rồi, nhưng con cái quan trọng lắm đại chúng ạ. Bởi vì bản thân con 30 năm đi tu con biết mà. Con cứ ngẫm nhá, có người mất đi rồi, có người mất đi rồi, con cái tán gia bại sản. Còn có người mất đi rồi, con cái ăn nên làm ra. Con tin cái này lắm đại chúng hoan hỷ, con không phải mê tín, nhưng con có quyển sách chuyên xem về cái này. Như quý vị hoan hỷ, đúng cực kỳ luôn. Con để ý 30 ca
Ví dụ như con để ý ở trong xã An Hồng là con có 30 ca nhé. Mà nếu gia đình nào mà thâm tín Phật Pháp, tin tưởng, mà ví dụ như là thầy đến hộ niệm, hoặc là chỉ nghe ví dụ là bố mẹ đang bệnh, họ chưa tuyên hộ niệm, nhưng mà này, về nhà phóng sinh đi nhá, về nhà con cháu ăn chay tập làm lành đi nhá. Chỉ cần mấy điều này thôi, người này con cái, người này mất đi bao giờ con cái cũng tương đối tốt. Còn những người mà bán tín bán nghi, nửa tin nửa ngờ, xong rồi là không biết gì hộ niệm này, chưa chết xong gọi là họ không tin nhân quả, không tin luân hồi đó, thôi làm cho nó xong việc, mời mấy ông thầy đến rồi cốc cốc beng beng để làm một tí cho nó xong đi, ù cho lấy lẹ đấy. Đại chúng hoan hỉ, bảo đảm gia đình con cái tán ra bại sản. Mà nếu mà con cái không tán ra bại sản thì con cái cũng cực kỳ là khổ sở. Nhiều lúc quý vị không để ý đâu, nhưng bản thân chư Tôn Đức Tăng Ni này là các chúng con đi hàng ngày đi tu từ bé, chiêm nghiệm cuộc đời nhiều lắm rồi. Cho nên hộ niệm không phải hộ niệm cho người mất đâu. Người mất đó vãng sinh, cứu được cả gia đình con cháu hiện tiền, độ được ông bà gia tiên tổ nghiệp. Cho nên cái phần mà chia sẻ 15 điều kiện hộ niệm là cái việc bắt buộc, bởi vì người ta nghe, người ta được lợi ích cực kỳ. Người ta thể hiện cái sự thành tâm, thể hiện cái sự trí kính, thể hiện cái sự chân thành. Cho nên đại chúng hoan hỉ, cái này là rất quan trọng. Thế còn cái việc là chỉ có một bài thôi thì con, nếu có một bài thì sướng quá, quý vị công nhận không ạ? Còn đối với chúng ta đúng là chỉ có một bài thôi đấy. Tu tập như thế này giờ mới đến lúc vãng sinh mà liệm nhắc không nghe, cứ dòi mây mà vụt đi, không có wonder gì cả. Nói nhiều lắm rồi mà cứ bàn đi bàn lại. Cho nên xin thưa với đại chúng hoan hỉ, để thành tựu được một ca hộ niệm, thứ nhất chúng ta phải làm thật có bài bản, không tự chúng ta hại bản thân chúng ta đấy. Lúc sáng có người hỏi Phúc Trí đấy, có một cái câu hỏi buổi sáng hôm nay đó. Rồi là ca mất đi thì cũng niệm. Rồi là con chuột, chú gì ở Hải Dương hỏi đấy, con chuột mất đi. Rồi một vị tổ đến chỉ chú ba biến vãng sinh, thế mà nó được sinh thiên, nó được vãng sinh. Chúng ta không có năng lực đấy đâu. Quý vị phải khẳng định là chúng ta không có năng lực đấy. Quý vị công nhận không ạ? Bậc tổ các ngài chiếu rõ căn cơ, các ngài làm biểu pháp cho chúng ta thôi. Còn thực sự chúng ta không có cái căn cơ đó, chúng ta làm thì thật có bài bản, không cẩn thận chúng ta phá pháp môn hộ niệm là hỏng đấy. Cho nên quý vị hoan hỉ, ngay bản thân chùa An Hồng hiện tại cũng chưa có nhiều ca, nhưng mà cũng có ít ca gia đình con cháu phải tới. Có tới thì bắt đầu mới tiến hành hộ niệm. Ví dụ như ngày chiều ngày hôm nay ở đây chúng con đi nhà, như ở chùa là có 4-5 người đi đến hộ niệm cho một bà cụ 92 tuổi. Hộ niệm hôm nay là được buổi thứ ba, chứ nếu không hôm nay thì còn đi đông nữa. Nhưng vì hôm nay là phải chia làm ba, một nửa đi chùa Linh Quang, một nửa đi hộ niệm, một người thì ở nhà trông cổng giữ nhà và trông nhà không chốc về trộm nó lấy mất cổng thì sao. Cho nên quý vị hoan hỉ, cái này là cái chắc chắn. Cho nên quý vị hoan hỉ phải cẩn thận quý vị nhé, không phải một bài đâu, nhiều lắm. Trong một cái thẻ vừa khuyên người niệm Phật mà tất cả những tọa đàm có 754 bài, đúng không quý vị ạ? Và còn nhiều hơn nữa, cứ nghe đi, cứ nghe đi, cứ nghe đi. Cho nên quý vị hoan hỉ, bản thân chúng con vậy thôi. Bây giờ con thấy chính Đức về ở thì con rất an tâm. Ngày nào cũng đè cái cụ ra, nghe một bài pháp 15 phút, xong bắt đầu hỏi qua cái bài pháp này, quý vị nghe được cái gì? Trước kia thầy không nói, nhưng mà từ hôm nọ đến hôm nay về nhà, đè cái cụ để ra nghe. Nghe xong hỏi, trong cái bài pháp này, một đoạn 5-10 phút này, quý vị nghe được một ý gì? Từ đấy ta chia sẻ để tháo gỡ vướng mắc ngay như trong những lúc còn sống sờ sờ dưới đây này. Quý vị nhá, A Di Đà Phật, chúc tất cả quý vị chúng ta an lạc. A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật, chúng con một tràng vào tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của sư phụ An Hồng đã từ bi giảng nói chia sẻ để cho chúng con hiểu rõ như thế nào là đúng và như thế nào là sai trong cái việc đi hộ niệm.